Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình vẽ theo yêu cầu của fan, đó là nhân vật Luffy trong dạng G5 nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua về sức mạnh bá đạo của Luffy G5 như thế nào nhé các bạn. Khi phiêu lưu trên con đường trở thành vua hải tặc, như một lẽ đương nhiên, anh chàng và những người đồng đội phải đối đầu với những người rất mạnh. Vì thế Luffy, dưới cương vị của một vị thuyền trưởng, anh đã phải trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có sức mạnh của Luffy G5 mới có thể bảo vệ được những người đồng đội yêu quý và chính bản thân mình. Nếu các bạn có xem qua bộ truyện One Piece, hay còn được gọi tên khác là Đạo Hải Tặc, thì chắc chắn sẽ biết về loại sức mạnh đang được mong chờ nhất hiện nay. Trong hành trình phiêu lưu để tìm ra báu vật mà vua hải tặc để lại trên biển, anh chàng nhân vật chính Luffy mũ rơm của chúng ta đã trải qua không ít nhân vật có sức mạnh khác nhau. Chắc nhiều bạn cũng biết, trong One Piece tồn tại rất nhiều loại sức mạnh tiềm ẩn khác nhau. Hai loại thường xuyên được sử dụng nhất là sức mạnh của trái ác quỷ và tinh thần. Những người mang trong mình sức mạnh của trái ác quỷ thường có những chiêu thức cũng như dạng chiến đấu khác nhau. Thuyền trưởng Luffy của chúng ta không ngoại lệ. Ngoài ra anh cũng sở hữu sức mạnh tinh thần phi thường, thuần phục được cả ba loại haki quan sát, ba vương, sắc màu, vũ trang. Nếu như bạn chưa biết thì haki là loại sức mạnh mà ai cũng có, nhưng không phải ai cũng có thể kích hoạt và sử dụng loại sức mạnh này. Chỉ khi rơi vào đường cùng thì hay nghìn cân treo sợi tóc thì loại sức mạnh này mới được bộc phát. Về ba loại haki, haki quan sát sẽ giúp cho người sử dụng có thể quan sát được những chuyển động cực kỳ nhanh của kẻ địch. Ngoài ra còn có thể nhìn rất xa, phân biệt được các cá thể khác nhau từ xa nhờ vào nhiệt độ. Khi đạt được trạng thái đỉnh cao của sức mạnh này, nó còn được cho phép mắt của bạn có thể thấy được tương lai gần trong vài giây. Đây là loại sức mạnh được Luffy dùng để chiến thắng đối thủ cực mạnh, đó là Katakuri. Ngoài ra thì trong lúc muốn giúp bạn mình thoát khỏi nguy hiểm, Usopp cũng vô tình kích hoạt được loại sức mạnh này. Có thể nhìn vô cùng xa, nhờ thế mà anh có thể bắn trúng kẻ địch từ khoảng cách vô cùng xa. Còn đối với haki sắc màu vũ trang, đây là loại sức mạnh có thể giúp người sử dụng có khả năng chống chịu vô cùng tốt. Các cơ quan trên cơ thể được cường hóa sẽ thành màu đen, giúp chúng trở nên vô cùng cứng cáp và như tăng sức tấn công lên rất nhiều lần. Đôi khi có một số nhân vật sẽ có khả năng hóa đen toàn thân, giúp họ có thể chịu được đòn rất tốt. Loại haki cuối cùng cũng là dạng hiếm nhất, bởi không phải ai cũng có. Chỉ những người có ý chí mạnh liệt và có tướng làm thủ lĩnh, làm vua mới có thể sở hữu. Đây là loại sức mạnh trong hàng triệu người, chỉ có một. Khi bộc phát, xung quanh người sử dụng sẽ tỏa ra một ánh sáng màu xanh bao trùm một khu vực rộng lớn. Chỉ những người có sức mạnh và ý chí mạnh mẽ bên trong mới có thể trụ vững, còn lại sẽ ngay lập tức ngất xỉu. Đây là loại sức mạnh mà Luffy dùng để hạ gục ngay lập tức 50.000 quân người khác chỉ trong vài giây. Sức càn quét của nó vô cùng đáng sợ. Về các dạng ghe của Luffy, tính đến nay thì Luffy đã có đến 5 dạng biến hình khác nhau. Các dạng này có một đặc tính cũng như sức mạnh khác nhau. Nếu nói về dạng ghe 2 là tốc độ nhanh nhẹn, nhờ nén cao su trong khoảng thời gian ngắn khiến cơ thể của Luffy trở nên đỏ ửng và liên tục bốc hơi, tăng sức mạnh và tốc độ của anh lên gấp nhiều lần. Vì thế mà rất nhiều người đang trông chờ vào trạng thái của Luffy ghe 5 của anh sẽ như thế nào. Sau khi những thông tin liên quan đến chat 1044 của One Piece được công bố, cộng đồng fan đã vô cùng hứng khởi bởi những cái bản thân họ thấy, đó chính là màn quay xe cực gắt đến từ tác giả Oda. Khi ông tiết lộ rằng trái ác quỷ hệ Paramecia bấy lâu nay của Luffy là Gomu Gomu no Mi, thực chất lại là trái ác quỷ Yoan thần thoại mang tên là Hito Hito no Mi Modenika. Không dừng lại ở đó, tình tiết tiếp theo khi Luffy thức tỉnh sức mạnh thực sự là trái ác quỷ Hito Hito no Mi, thì theo đó nâng bản thân mình lên dạng ghê 5. Vậy thuyền trưởng băng mũ rơm sẽ có sức mạnh như thế nào trong trạng thái ghê 5? Một khả năng của ghê 5 được tác giả Oda nhắc đến những trong khung hình giới thiệu của chapter mới của One Piece, đó là chính là tự do. Có thể hiểu ở đây đó chính là Luffy sẽ có khả năng chiến đấu tự do theo cách mà cậu muốn. Trong quá khứ, có những trái ác quỷ khi thức tỉnh đã được Oda mô tả rất kỹ càng, nhưng Hito Hito no Mi thì lại quá chứ nói là chung chung. Vì vậy nhiều giả thuyết từ cộng đồng fan One Piece xuất hiện ngày càng nhiều. Đa số người xem đều có nhận định vui rằng phong cách chiến đấu năm mới này của Luffy khá tương đồng với các phim đến từ Ấn Độ. Vì khi sử dụng ghe 5, mọi suy nghĩ logic hay định luật vật lý đều phải ra chuồng gà. Sức mạnh này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân của Luffy mà còn tác động đến cả môi trường xung quanh. Thậm chí là những vật thể sống như Tứ Hoàng Kaido cũng bị ảnh hưởng.
Dù vậy, những đặc tính của cao su vẫn đều còn đó chứ không bị mất đi. Vì vậy, nhiều fan hâm mộ trung thành của Winby cho rằng trái ác quỷ Hitohito no Mi chuyển hóa năng lực từ suy nghĩ của cá nhân sở hữu. Một minh chứng rõ ràng nhất đó là Ngũ Hoàng Luffy sử dụng năng lực của trái cao su từ đầu hành trình tới giờ vì cậu vẫn luôn nghĩ mình đã ăn trái cao su Gomu Gomu no Mi. Có lẽ chúng ta cần phải chờ thêm những thông tin từ chapter tiếp theo của Winby thì mới có thể hiểu rõ hơn được sức mạnh thực sự của trái ác quỷ này. Nhưng trong những câu chuyện thần thoại của Nhật Bản thì thần mặt trời, hình dạng thật của trái Hitohito no Mi là vị thần tối cao và mạnh mẽ nhất. Cho nên trong tương lai chắc chắn sức mạnh của Luffy sẽ làm chính quyền thế giới hay những tên hải tặc muốn trở thành kẻ thù của băng mũ rơm phải e dè. Bây giờ các bạn theo dõi video mình vẽ nhé. Nếu thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh cho kênh mình ngày càng phát triển nhé các bạn. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn. Thank you.